Miley Cyrus khỏa thân để ủng hộ quỹ từ thiện tin từ Los Angeles. Nữ ca sĩ Miley Cyrus đã chụp hình khỏa thân ôm lợn cưng Bubba Sue xuất hiện trên trang bìa tạp chí Paper để ủng hộ quỹ từ thiện do chính cô sáng lập mang tên Happy Hippie Foundation. Bức ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia Paolo Cudacci và thiết kế bởi giám đốc sáng tạo Diane Martel. Quỹ từ thiện Happy Hippie Foundation do Cyrus sáng lập nhằm quyên góp tài chánh để giúp đỡ và nâng cao ý thức đối với người vô gia cư và cộng đồng đồng tính luyến ái LGBT. Cyrus thành lập tổ chức này sau khi chứng kiến cái chết do tự tử của Liat Alcon, một người chuyển giới vào hồi tháng 12 năm ngoái. Alcon đã phải chịu đựng nhiều đau khổ khi cộng đồng cũng như chính cha mẹ của mình luôn phủ nhận con người thật của cô. Cyrus nổi tiếng với lứa tuổi teen trong loạt phim Hannah Montana của đài truyền hình Disney. Những năm gần đây, cô đã cố gắng xóa đi hình ảnh dễ thương để xây dựng cho mình một phong cách quyến rũ và gợi cảm của một nghệ sĩ trưởng thành. Trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí Paper, Miley mạnh dạn kể lại cuộc trò chuyện với mẹ, bà Tish Cyrus về giới tính thực của cô năm cô 14 tuổi, khi cho mình là một người lưỡng tính. Miley thổ lộ đó là khoảng thời gian khó khăn của cả hai mẹ con, nhưng cô đã may mắn hơn nhiều người đồng cảnh ngộ khi có được một người mẹ hiểu thấu được mình. Tạp chí Paper là tạp chí xuất bản 2 tháng một lần.